Thưa quý vị, sống chung với khói, bụi xi măng và tiếng ồn phát ra từ hoạt động nổ mìn, khai thác đá là tình cảnh mà hàng trăm hộ dân sống trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phải chịu đựng bao năm nay. Và nguyên nhân được cho là việc công ty cổ phần xi măng Đồng Bằng đóng trên địa bàn không chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Kiến nghị của người dân thì đã có nhiều, nhưng đến nay vẫn không giải quyết, cùng với cách làm vì lợi nhuận và hủy hoại sức khỏe, hủy hoại nguồn sống đã khiến người dân nơi đây bức xúc. Có gia đình không chịu đựng được đã phải bán nhà hoặc là bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Đây là hình ảnh xả bụi ngang nhiên giữa ban ngày từ khu sản xuất của công ty cổ phần xi măng Đồng Bằng do người dân ghi lại được gửi cho chúng tôi. Những cuộn khói bụi xám xịt, đen đặc, xoắn xuýt lại y như những chiếc vòi rồng. Và kèm với đó là cơn cuồng phong thịnh nộ ập xuống mang theo khói, bụi phủ kín cả khu vực xung quanh. Không ai khác, những cư dân sống liền kề là những người phải hứng chịu tất cả. Bụi lắm, cứ ngút để bụi, nói chung là quần áo phơi một lúc thì là nó cứ bụi mù đi, sợ lắm. Đây cái lá na như thế này. Thế bây giờ nó mưa xung quanh, bây giờ không rửa sạch. Thế cho nên các bên xung quanh nó cáu vào cái giữa. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến là thôn Cây Hồng của thị trấn Chi Lăng. Cả khu vực rộng lớn bị bao trùm bởi một màu trắng xóa của những cơn bão bụi. Kể cả khi đóng cửa kín mít, cũng chẳng ăn thua. Không mà nó trời khô là cái sân nhà cô là quét là nó cứ như thế này mà. Quét một tí mà trời mưa nó trôi đi rồi nó còn như thế này nữa mà. Tôi cứ mỗi buổi sáng là tôi quét ra là một túi xi măng như thế này. Mà trong nhà là nó rất bụi. Những buổi tối mà vào trong giường nằm cứ giơ cái chăn lên thì là nó ra nó toàn những cái bụi, là nó cứ bay vào mồm ấy là đều sạn cứ hết cả. Ăn chung bụi, ngủ chung bụi. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây mỗi ngày đều không thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên bụi xi măng. Thế nhưng vẫn còn nữa, điều kinh hoàng hơn cả những cơn bão bụi. Cứ vào tầm khoảng độ buổi trưa, khoảng từ 11, 12 giờ trưa là nó mình rung động với cả các nhà ở đây. Có một số nhà hiện nay là bị rạn nứt, nó mình thậm chí là có lúc mình còn bắn ra đến đường quốc lộ. Ngủ mà cái giờ đúng 11 giờ ngủ nhá, nghỉ trưa. Thế là nó làm đi. Ôm một cái chúng tôi nằm cứ như là cái võng đâm lên, vình cái xong xả xuống. Thế lại đi. Lúc ấy nó mới nổ cái. Nhà cửa này vừa ảnh hưởng về bắn mìn, nứt cửa nhà này, cửa của dân chúng tôi đây. Cái nhà tôi kia bị lở một mảng mới nứt hết nhà cửa này. Tôi đề nghị với cấp trên, với lại ủy ban hay là thị trấn Chi Lăng hoặc là cả tỉnh, với lại các chính quyền để xem xét thế nào để cho dân chúng tôi ở đây để còn đỡ cái bụi bặm này, không thì ở thế này dân chúng tôi ở hết đời này, đời con, đời cháu, đời chắc. Mà cái nhà máy xi măng này còn ở đây thì còn ảnh hưởng nhiều đến gia đình mà các dân ở hộ Cây Hồng của chúng tôi. Người dân thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng đã nhiều lần đệ đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.